Hello em, đây là văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry. Trước tiên là em giới thiệu tên em là gì? Dạ, tên em là Eileen. Elin hả? Trước khi làm AutoCare, Elin có lo lắng gì không? Dạ, không có lo lắng. Còn bây giờ thì sao? Dạ, cũng không khó. Trước khi làm là Elin có biết cái độ của Elin là bao nhiêu không? Dạ, độ của con là 4.50. 4.50. Elin đeo cái AutoCare được bao lâu rồi? Em ăn AutoCare cho 3 tuần. 3 tuần hả? Có gặp trở ngại hay khó khăn gì sau trong cái đêm đầu tiên không? Dạ không. Và có thấy được cái benefit gì cho AutoCare? Dạ lúc em bơi thì em lúc gỡ kính ra không cứ cần sợ không thấy được. Và lúc em lên mấy cái ride thì không cần sợ cái kính rớt ra nên em cũng mang kính mắt được. Vậy là Elin rất là thích về cái AutoCare treatment này phải không? Dạ có. Làm sao mà Elin biết được cái chương trình của AutoCare ở văn phòng này? Bạn của mẹ con có giới thiệu Giới thiệu đến đây hả? Rồi. Nếu mà thích cái chương trình này thì nếu mà có bạn bè hay là có những người khác thì Elin sẽ giới thiệu đến những người chung quanh hay không? dạ có Có ha. Trước khi mà kết thúc đó thì Elin có muốn nói gì với bác sĩ James Chương không? dạ em muốn cảm ơn Dr. James Chung đang cho con thấy rõ hơn. Rồi, cảm ơn Elin nhiều ha.